Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xác định vị trí hiện tại của mình trên ứng dụng Zalo và chia sẻ cái định vị của mình cho bạn bè hoặc là người thân một cách chính xác. Thì trong trường hợp mà các bạn muốn tới nhà người khác chơi á, hoặc là nhà của bạn bè á, hoặc là các bạn đi đám tiệc hoặc là đi uống cà phê, thì mình không có biết cái việc chỗ đó là chỗ nào, thì thông qua ứng dụng Zalo thì mình sẽ gửi định vị cho người thân hoặc là bạn bè của mình để người ta đi đến đúng vị trí mà không cần hỏi thăm đường gì hết. Cần có một cái điện thoại smartphone nha, sử dụng hệ điều hành Android hoặc là iOS gì cũng được hết, và máy tính bảng. Thì đầu tiên các bạn vào phần Zalo nè, các bạn vào danh bạ và chọn cái số điện thoại á, hoặc là cái người mà các bạn muốn gửi á, các bạn muốn gửi định vị á, thì các bạn nhấp vào đó nha. Ở đây ví dụ như mình gửi qua cái cơ điện sáng tạo Việt đây đó, mình gửi qua cái người này đó. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào cái nút ba chấm nè, gạch ở dưới bên dưới nè, sau đó các bạn chọn vào vị trí. Sau đó các bạn gửi vị trí hiện tại của bạn, nhấp vào đây, xác nhận lại thì các bạn bấm vào nút gửi bên phải màn hình. Rồi thì coi như là mình đã chia sẻ vị trí thành công, và bây giờ là bên người nhận á chỉ có việc là mở Zalo lên và nhấp vào cái vị trí mà các bạn vừa gửi và đi đến chỗ các bạn thôi. Thì đối với người nhận á, thì các bạn đầu tiên các bạn muốn xem thì các bạn mới mở được cái vị trí của mình lên nha. Đây cái nút vị trí nè, hiện tại là tắt này nha, các bạn bật lên đó, các bạn bằng đặt cái vị trí này lên. Rồi sau đó các bạn vào phần Zalo nha đó, thì các bạn vào cái định vị vừa nhận được nè, các bạn nhấp vào đây đó, nó sẽ hiển thị lên cái định vị rồi đó. Các bạn nhấp vào cái chữ đường đi phía bên trái nè. Rồi sau khi các bạn nhấp vào chữ đường đi thì nó sẽ hiển thị lên cái chọn cái phương tiện nè, phương tiện xe hơi nè, hoặc là xe mô tô, hoặc là đi bộ vân vân nha, đi tàu nữa. Thì ở đây mình đi xe máy thì các bạn nhấp vào biểu tượng xe máy đây. Đây sau là các bạn nhấm từ bắt đầu đi về hướng, sau đó bạn sẽ đến điểm đến của mình đó. Thì các bạn nhấp vào thì các bạn đi tới đâu thì cái định vị á nó sẽ di chuyển tới đó. Rồi thì bây giờ các bạn cứ yên tâm mà đi đến chỗ hẹn cùng bạn bè và người thân của mình mà không sợ lạc đường. Mình chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy video hữu ích á, thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video mới. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.